Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay lại là ngày một ngày mùa thu đẹp trời. Trời đang rất là trong xanh luôn. Mình quay cho anh em những người đam mê hoa giấy xem cái vườn hoa giấy của mình nó đang bung lụa luôn. Hoa giấy tím Bắc nhé cả nhà nhé. Ước mơ trước đây là để làm có một cây hoa giấy phun kín hoa luôn. Thì bây giờ đã thành hiện thực. Không hiểu năm nay thế nào nó lại hoa nó lại kinh khủng thế. Nhiều các bạn là trồng hoa giấy mà cái giống dòng hoa tím này là thường hay rất là khó ra hoa. Những bạn nào mà trồng hoa giấy chưa ra hoa thì vào xem cái video này của mình nhá. Hoa kín luôn. Nó chỉ việc có việc mỗi việc là tưới nước thôi. Tưới nước và chơi nhá. Đẹp tuyệt vời. Đây mình giới thiệu cái cây đầu tiên, cây này của mình. Cây này thì rất là khủng. Cây này già lắm rồi. Cây bonsai rất là già. Các bạn nhìn thấy cái lá với cái cành nó thì các bạn đủ hiểu. Thế nhưng mà năm nay nó mình để nó phóng cành tự do cho nên là bây giờ cái hoa nó ở các cái ngọn cành nó không đều. Chứ nếu mà cắt gọn ngay từ đầu mình cắt gọn lại thì bây giờ hoa đẹp lắm. Không như cái cây này. Đấy, cây này đang bắt đầu hoa. Đấy, nhưng mà nó có form. Còn cây này mình để phóng cành lung tung hết. Đây. Quay lại chi tiết cho các bạn xem. Bệ gốc nó thế này cơ mà bạn. Sáng nay mình vừa cho nó thêm ít lân để cho nó hoa nó tươi. Đấy, cái gốc già này hơi bị lũa thì mà nó bay này, cho các bạn xem. Ý. Tay cành nó khủng khiếp thế này. Để mọi người đủ hiểu chất lượng nó như thế nào. Ui xù, đẹp. Quá rực rỡ luôn. Với cái thời tiết này đúng là quá đã luôn. Hành 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 thời tiết hành. Trời mát lại nắng. Thời tiết Hà Nội bây giờ nó không khác gì ở Sapa luôn. Đấy, mình quay xung quanh cho các bạn xem. Đẹp chưa? Rực rỡ luôn các bạn. Đấy, đây nhá. Mình xin giới thiệu nghệ nhân bà chăm hoa giấy này nhá. Đây nghệ nhân bà nhá. Đấy, xin giới thiệu mọi người đây là nghệ nhân nhá, nghệ nhân bà này chuyên ở nhà chăm hoa giấy đây này. Và là ngày nào cũng tưới nước, chỉ tưới nước cho nó thôi. Đấy. Chỉ tưới nước thôi. Đấy. Quá đẹp luôn. Năm nay cụ gần 80 nhá, con nghét 80. Đấy, chúc cụ sức khỏe bên vườn hoa giấy nhá, của cụ nhá. Quá đẹp luôn. Đấy, bây giờ tiếp đến là mình quay sang hai cái cây kia của mình nhá. Một cây bé này, mini, và một cây đại thụ luôn.
Đây. Cây này đây. Cây này tán ô đây. Form dày đặc hoa luôn nhá các bạn nhé. Thấy chưa? Kín luôn. Cây này thì mới thôi. Chứ không phải già. Không già như cây lúc nãy. Thấy chưa? Các bạn thấy hoa đẹp chưa? Úi xùi. Mình đang để trên một cái đôn thấp. Cái chậu thì đường kính 50 thôi. Thời tiết này ở nhà uống nước trà với ngắm hoa giấy thì quá xuất sắc luôn. Đấy, đã chưa? Các bạn thấy đã chưa? Quá khủng, quá đẹp luôn. Tán bay rủ. Trời mát, gió hơi có gió hanh hanh. Thời tiết rất là dễ chịu luôn. Ở nhà chỉ có ngắm hoa giấy, chơi hoa giấy thôi. Này là vẫn đang nở nhá các bạn nhé. Đây đang nở nụ này, nụ rất là nhiều. Đấy, và cánh nó đang hoa rất là bé như chưa nở to. Đúng, dày hết. Cây này là tương lai là cũng có giá trị khi mà dăm cành mà nó dày đặc lại. Dày đặc lại với nhau thì hoa nó bông lên thì thực sự là không nhìn thấy lá luôn. Không nhìn thấy lá luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đã mắt luôn. Cuối tuần về nhà chỉ khoái ngắm hoa giấy thôi. Màu tím rất là đẹp. Các bạn ai trồng hoa giấy mà chưa có hoa thì vào xem cái video này của mình nhá. Vào xem video để các bạn cùng thưởng thức với mình những cái tác phẩm hoa giấy của mình. Hoa giấy thì của mình nhưng mà do lão bà của nhà mình chăm. Bà nhà bà chăm cho mình nhưng mình không có sức mình chăm. Mình chỉ thỉnh thoảng mình về cắt tỉa thôi. Đấy, còn tiếp tục chúng ta sang cái tác phẩm hoa giấy to khủng đấy nhá. Tác phẩm này là đang làm tay cành nha các bạn nhá. Cho nên là nó nhìn nó rời rạc thế kia. Những cái cành phóng lên trên là mình đang nuôi tay thôi. Nếu mình để nó phóng lên. Mấy sau khi nó hết lứa hoa này sẽ cắt bỏ hết những cái cành phóng và chỉ nuôi những cái cành tay ngang thôi. Tay ngang thì đã kéo đều rồi, kéo đều hết rang rồi. Cái cây hoa giấy to này của mình thì mình cũng mục đích là làm tán kiểu dạng tán ô thôi, nhưng mà tán ô của mình là tán ô dạng tay cành nhá, tay dạng bông tay rõ ràng chứ không làm kiểu tán theo người ta làm là người ta vít hay làm vít sắt, làm cái lồng sắt ở trên ấy, xong người ta vít theo sắt. Đấy, nhưng mà của mình đây là mình làm tay để sau mình cắt giật rõ ràng xích sắt. Đấy, rực lửa luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Cây này thì mình sẽ đã quay nhiều video rồi. Quay nhiều video để các bạn xem rồi thì các bạn biết từ ngày mình lên chậu. Ngày cây mình lên chậu. Cây này trước đây nó ở ngoài đất rất là lâu rồi, mọc bờ rào. Xong rồi mình tiến hành cho lên chậu được mấy năm. Nhưng mà mình cũng không chăm được nhiều cho nên là mục tiêu của mình là để nuôi làm tay cành đã thì sau mới cho nó ra hoa. Thế nhưng mà khi lên chậu rồi nó cứ thế là nó ra hoa. Năm nó ra mấy lứa. Thế thôi lại tiện thể lại để chơi. Chứ bây giờ nếu mà cắt bỏ thì phí. Nếu mà không cắt thì không biết làm tay đến bao giờ, bởi vì nó cứ ra hoa này nó bị yếu cây. Yếu cây thân nó, tay nó không to được.
tay nó không to được, cho nên là để mà làm hoàn thiện được rất là lâu. Cái đầu tiên ngày xưa là cây này ngoài đất thì nên là để cho lên chậu là mình đã phải cắt gọn hết lại. Nhiều người thì họ để nguyên tay, những cái tay đấy, nhưng mà mình cắt gọn để mình làm lại cho nó từ đầu, cho nó cành nó đẹp. Nhưng mà khi cắt bây giờ nuôi cành thì nó cũng tương đối bị lâu. Nhưng mà còn lâu thì mới có tác phẩm phẩm đẹp được. Đấy, tác phẩm đẹp để chơi được. Mình xin kết thúc video ở đây nhá. Chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ cuối tuần nhá.